Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi, sáng mua 5.000 rồi tôi 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on face để biết hết chuyện trên đời, đăng cái post bình thường cũng phải gần 1.000 like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì, anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm, anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái vàng, cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều, nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn. Xưa lúc anh còn chạy con Reup trên đường, sự xóa sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược bảnh như đan trường. Nhưng mà anh có tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì và em. Chuyện ngày xưa ghê thế nhỏ, sao